sự tái lâm của Đấng Christ, sự xung đột trong sáng tạo giữa ý thức Christ và Satan. Dù hợp lý hóa theo cách nào đi nữa thì việc Satan sa ngã đã bắt đầu cho sự xung đột kéo dài giữa Thánh Thần đồng điệu với Chúa với ý thức Christ nội tại của nó và kẻ yêu thích vật chất trong sự tạo lập hữu hạn là Satan. Satan đã ảo thuật một bản đối chiếu xấu xí cho từng tạo vật xinh đẹp của Chúa trong thân xác và tâm trí con người và cả trong tự nhiên. Chúa đã tạo nên một hình hài con người kỳ diệu để sạc bằng năng lượng vũ trụ và để sống đời tự do trong trạng thái thiêng liêng không bị ràng buộc. Nhưng Satan lại kiện tạo sự đói khát và sự cảm dỗ của đam mê giác quan. Đối với khả năng khối trí não, Satan đã thay thế sự cảm dỗ khối trí não với sự sáng suốt của linh hồn. Hắn dự tính sự tối tăm ngu dốt với sự hùng vĩ của tự nhiên. Hắn phản đối bằng các tiềm ẩn như chiến tranh, bệnh tật, ôn dịch, đồng đất, lũ lụt, hàng loạt những thảm họa. Chúa tạo ra con người bất tử để ngự trị ở thế gian với tư cách là một người bất tử. Những điều xấu xa của Satan lại ràng buộc con người trong ý thức về cả chết. Con người đã thấy sự thay đổi trong vở kịch bằng một tâm trí bất tử bất biến, và sau khi thấy sự thay đổi nhảy múa trên sân khấu bất biến, anh ta sẽ trở về trong lòng của phúc lạc đời đời bằng sự phi vật chất hay tinh thần hóa hình dạng vật lý của mình một cách có ý thức. Nếu Adam và Eva, hai thể sống đầu tiên mang tính biểu tượng và hậu duệ của họ, không để cho mình bị ảnh hưởng bởi sự u mê tối tăm mang tính kế thừa, thì con người hiện đại sẽ không thể nào có sự trải nghiệm về những cái chết đau lòng, đau đớn bởi tai nạn và bệnh tật. Con người có thể sống đi ngược với sự hòa hợp trong Chúa, đã đánh mất khả năng phi vật chất hóa được trao cho những cá thể người nguyên thủy, cho nên anh ta đã sống trong viễn cảnh sợ hãi của thực phim đời sống bị kết thúc sớm trước khi kịp xem xong bức tranh toàn thể viên mãn về cuộc sống thường biến của mình.